Ngọc Trinh đăng status dài kể ly kỳ chuyện vụ cướp ngàn cân treo sợi tóc. Chiều ngày 30 tháng 3, thông tin Ngọc Trinh trình báo mất bộ sưu tập đồng hồ 10 tỷ đồng tại biệt thự riêng của mình đã nhận được nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng. Tối ngày 30 tháng 3, trên Facebook của mình, Ngọc Trinh đã đăng tải tình tiết vụ trộm diễn ra ngay trong đêm. Cô viết, cái khúc trộm, qua loa là nó vào nhà, lúc nghe sầu soạt là tôi nghi rồi, mà sợ manh động đó lại manh động hơn nên chỉ dám nằm im quan sát. Nó khu đèn flash, điện thoại quanh phòng tôi xuyên qua rèm là tôi nhột lắm rồi. Cái cảm giác lạnh hết cả sống lưng nhưng toát mồ hôi toàn thân, muốn la lên mà cứng đờ, lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm, đến giờ vẫn không thấy hay và không mong trải nghiệm lại thêm một lần nào nữa. Ngọc Trinh cho biết tầm 10 phút khi tên trộm đi qua phòng túi hiệu thì cô mới nhảy khỏi giường lao xuống lầu vào phòng hai trợ lý của mình và cầu cứu. Thế nhưng, phản ứng của người giúp việc tên Huệ lại khiến cho nhiều người phi cười. Có vẻ lúc đó đang mơ ngủ cho nên Huệ đã khóa trái cửa không cho Ngọc Trinh vào phòng. Sau khi Kiều mở cửa cho Ngọc Trinh vào thì nữ trợ lý đã gọi công an. Kiều cầm cái điện thoại rung lẩy bẩy gọi cho bảo vệ. Nhanh kinh khủng, 15 phút sau, năm chú bảo vệ có mặt. Ba con núp lùm trong phòng cảm thấy tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Chính Ngọc Trinh cũng khẳng định đó có lẽ là một câu chuyện ăn cướp buồn cười nhất quận 9. Nữ hoàng nội y còn chia sẻ, nếu không phải cái hộp đựng đồng hồ bị hư, két sắt mới thì chưa về, thì chắc trộm bê nguyên cái hộp đi rồi, lúc đó thì phải 20 cái chứ không phải 15 nữa. Đến sáng ngày 31 tháng 3, Ngọc Trinh đăng status trấn an cư dân mạng, cô cho biết mình hiện đã ổn, đồng thời bóng hồng khẳng định sự việc lần này cũng là một bài học cho sự chủ quan của Trinh. Bây giờ thì Trinh đã tăng cường thuê bảo vệ chuyên nghiệp cũng như là lắp đặt tất cả hệ thống báo động chặt chẽ để tránh không xảy ra những sự việc như hôm qua nữa. Cô cũng khẳng định đã di chuyển những tài sản quý giá đến nơi an toàn hơn, thuê bảo vệ để tránh xảy ra vụ việc đáng tiếc như hôm qua.